Nga đang phát triển biến thể mới của UAV tự sát Lancet với khả năng tự phân loại và chọn mục tiêu giá trị nhất trên chiến trường. Tổng công trình sư của tập đoàn Zala Aero, Alexander Zakharov, ngày 16 tháng 7 cho biết, doanh nghiệp này đang phát triển máy bay không người lái tự sát Lancet thế hệ tiếp theo, trang bị cho chúng thuật toán lựa chọn mục tiêu và năng lực phối hợp tác chiến với học thuyết tấn công hiệp đồng bằng bầy đàn UAV. Theo đó, người vận hành có thể khoanh vùng hoạt động và đặt mục tiêu ưu tiên cho UAV tấn công. Toàn bộ quá trình sục sạo tìm kiếm và lựa chọn mục tiêu tập kích sẽ diễn ra hoàn toàn tự động, do UAV Lancet tự quyết định. Ông Zakharov nói, người vận hành chỉ cần đặt ưu tiên thiết giáp, UAV sẽ nhắm vào loại xe tăng, thiết giáp và pháo tự hành, bỏ qua các phương tiện cơ giới hạng nhẹ và con người. Tuy nhiên, UAV vẫn được trang bị cơ sở dữ liệu riêng, trong đó cho thấy radar và các hệ thống phòng không có giá trị cao hơn xe tăng. Nếu phát hiện xe tăng và radar cùng lúc, nó sẽ nhắm vào radar. Ông Zakharov nói, các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương gần như vô tác dụng với UAV Lancet thế hệ mới, vì toàn bộ hệ thống điện tử nằm trên máy bay và không đòi hỏi kết nối với người điều khiển. Đối phương cũng không thu được lợi ích gì từ việc mổ xẻ máy bay, vì nó được trang bị hàng loạt biện pháp bảo mật ở nhiều cấp độ. Truyền thông Nga cũng công bố hình ảnh nguyên mẫu Izdeli 53 do Zala Aero phát triển, cho thấy nó có dạng hình trụ với cụm cánh hình chữ X có thể gấp gọn và nằm trong ống phóng kín. Thiết kế này giúp đơn giản hóa quá trình vận chuyển và tác chiến, cho phép triển khai lượng lớn UAV trong thời gian ngắn. Dòng Lancet mới phù hợp với học thuyết tác chiến, lấy mạng là trung tâm, trong đó bầy đàn UAV hàng chục chiếc được kết nối và hoạt động như một thực thể thống nhất. Khi một phi cơ phát hiện mục tiêu, dữ liệu sẽ được chia sẻ cho toàn bộ biên đội tiến công. Mỗi chiếc Lancet sẽ được phân bổ mục tiêu cụ thể, tùy theo loại đầu đạn được trang bị như loại nổ mảnh hoặc xuyên phá. Ông Zakharov nói, công nghệ này từng được thử nghiệm và hoàn thiện trên những dòng Lancet trước đây. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trong chiến đấu thực tế, chứ không chỉ giới hạn tại thao trường giả định. Các phi cơ Lancet có khả năng vận hành tự động hoàn toàn, không cần sự can thiệp của con người. UAV Lancet được Nga ra mắt vào năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập và không cần hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tấn công. Mẫu Lancet cơ sở mang tên là Izdelia 52 có tầm hoạt động 40 km và mang đầu đạn nặng 3 kg, trong khi mẫu Lancet nâng cấp 51 có tầm bay vượt trội và trang bị đầu đạn nổ 5 kg. Lancet cùng với nhiều UAV khác của Nga đang trở thành cơn ác mộng của lính Ukraine trên chiến trường. Nhiều binh sĩ Ukraine sống trong lo lắng thường trực vì mối đe dọa từ UAV Lancet khi Nga tăng cường sử dụng loại vũ khí này để tập kích. Ngày 24 tháng 6, truyền thông Nga công bố video máy bay không người lái tự sát UAV tập kích tổ hợp pháo tự hành Seja được Pháp viện trợ cho Ukraine, khiến nó phát nổ dữ dội. Nhiều video được quân đội Nga đăng trước đó cũng cho thấy UAV Lancet phá hủy radar của hệ thống phòng không tầm trung Iris-T và nhiều khí tài do phương Tây viện trợ cho Kiev. Các binh sĩ Ukraine cho biết Lancet đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn tại khu vực tiền tuyến những tháng qua, khi quân đội Nga triệt để sử dụng loại khí tài này để phá hủy mục tiêu đắt tiền của đối phương. Trop, một lính pháo binh Ukraine 35 tuổi đang tham chiến ở Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk nói, tần suất triển khai Lancet hiện nay cao hơn nhiều so với hồi đầu năm. Chuyên gia về UAV tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Mỹ Samuel Bendet cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đang hối thúc các nhà máy quốc phòng tăng sản lượng UAV Lancet, coi đây là biện pháp rẻ tiền để hủy diệt những khí tài hiện đại của phương Tây được Ukraine sử dụng cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Chi phí sản xuất mỗi chiếc Lancet vào khoảng $35,000 so với mức giá $4.3 triệu cho một tổ hợp pháo tự hành Seja, $17 triệu với radar TRMLD 4D của hệ thống Iris-T. UAV tự sát được thiết kế để mang thuốc nổ lao vào tập kích mục tiêu phía sau phòng tuyến đối phương. Không giống UAV cỡ lớn truyền thống có thể phóng tên lửa, thả bom rồi quay về căn cứ sau cuộc tập kích, UAV tự sát chỉ tung một đòn tấn công duy nhất. Loại vũ khí này có kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ và dễ triển khai. Chúng rất khó bị các hệ thống radar, cảm biến phát hiện và tạo ra thách thức rất lớn cho các hệ thống phòng không Ukraine. UAV tự sát còn được gọi là đạn tuần kích
do chúng có khả năng quần thảo trong thời gian dài trên bầu trời và chỉ lao xuống tấn công khi xác định mục tiêu cụ thể. Bennett nói, Nga dường như đang áp dụng chiến thuật từng được Ukraine triển khai trước đây, đó là dụ các mục tiêu quan trọng tiến đến khu vực chống trải, rồi phá hủy chúng bằng UAV tự sát. Còn Yurishak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thừa nhận, sự phổ biến của UAV Lancet đang gây ra nhiều khó khăn cho chiến dịch phản công. Ông này nói, mỗi ngày chúng tôi bắn rơi 1 đến 2 phi cơ, nhưng không may tỷ lệ đánh chặn không đạt được mức 100%. UAV Lancet được trang bị đầu nổ nặng từ 1,5 kg tới 5 kg, có thể là đạn nổ mảnh hoặc nổ lõm xuyên giáp. Dù yếu hơn nhiều so với đạn pháo hoặc tên lửa thông thường, nhưng chúng vẫn có thể gây thiệt hại đáng kể. Lực lượng Nga thường triển khai UAV trinh sát để phát hiện mục tiêu, sau đó điều Lancet thực hiện đòn tập kích. Quá trình tương tác của UAV với sở chỉ huy giúp gia tăng hiệu quả của đòn tấn công so với loại Shahed-136 do Iran chế tạo, vốn chỉ bay theo lộ trình nạp sẵn và kíp vận hành khó có thể can thiệp sau khi nó cất cánh. Chuyên gia Bennett nói, biến thể Lancet 3 mới nhất có thể đạt tầm bay 50 km cho phép tấn công những mục tiêu nằm sâu trong hậu phương Ukraine. Khả năng lượn trên không để sục sạo và truy đuổi mục tiêu khiến nó là mối đe dọa lớn với những khí tài giá trị cao như xe tăng, pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt. Một trong những vũ khí của Ukraine thường xuyên bị Lancet đe dọa là pháo phản lực BM-21, gồm 40 ống phóng cỡ nòng 122 ly đặt trên khung gầm xe tải. Hỏa lực và khả năng cơ động cao của Grad khiến nó được xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Lancet. Voron, thành viên khẩu đội Grad tham chiến gần Adipka, từng suýt chết trong một cuộc tập kích hụt của UAV Lancet hồi đầu tháng 5 năm 2023. Sau khi khai hỏa về phía lực lượng Nga, tổ hợp Grad của Voron lập tức bị tấn công trả đũa bằng tên lửa S-300. Quả đạn rơi cách xe phóng khoảng 150m và không gây nguy hiểm, nhưng một chiếc Lancet nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời và đuổi theo tổ hợp. Voron nhớ lại, chúng tôi quyết định bỏ chạy, UAV lao xuống và phát nổ cách xe chúng tôi khoảng 50m. Ơn Chúa là nó đã không đâm trúng xe phóng. UAV Lancet thường bay thấp và bay chậm, gây khó khăn cho những hệ thống phòng không truyền thống được thiết kế nhằm đối phó với mục tiêu bay nhanh và có diện tích phản xạ radar lớn như tiêm kích. Các biện pháp phòng vệ như lưới và lồng thép có thể hạn chế một phần nào đó thiệt hại do Lancet gây ra, nhưng không phải là lúc nào cũng chống đỡ được đòn tập kích của nó. Cố vấn Sark của Bộ Quốc phòng Ukraine nói, biện pháp phòng thủ tốt nhất là sử dụng pháo tự động được dẫn bắn bằng radar để đối phó với Lancet. Nếu không có những hệ thống như vậy, lính Ukraine thường xuyên phải tìm cách bắn rơi Lancet bằng súng bộ binh. Đây không phải là điều dễ dàng, vì chúng có kích thước nhỏ và bay với tốc độ trên 100 km/h. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.